thế này. Ông với tôi cùng bất hạnh, chúng ta có thể hợp tác với nhau làm ăn, tôi nhất trí để có được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì nhỉ? Tôi không biết. Tôi nhớ ra rồi ông ạ. Hả? Hạnh phúc là đem lại hạnh phúc cho người khác, và hạnh phúc sẽ đến với ta. Ai cũng cần hạnh phúc. Từ giờ phút này trở đi, tôi với ông là người hạnh phúc. Ừ, chúng ta là những người hạnh phúc. Ừ. Cho hai nửa cốc nữa em ơi.